nào cũng mong muốn có một làn da sạch đẹp, không mụn, không vã nhờn và không khuyết điểm đúng không nào? Vậy thì phải chăm chỉ skin care hàng ngày cùng những bạn đồng hành siêu đỉnh đó nhé. Hôm nay mình sẽ bật mí cho các chị em một sản phẩm tẩy da chết đa di năng được nhiều cô gái tin dùng của nhà Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. Đừng coi thường em nó nhé, không những có khả năng tẩy tế bào chết, em này còn có khả năng làm sạch da, thu nhỏ lỗ chân lông và trị mụn nữa đó. Tò mò không nào? Vậy thì cũng mình khám phá ngay thôi nào. 1. Thương hiệu. Paula's Choice là thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng có xuất xứ từ Mỹ, chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc và dưỡng da cho phái đẹp. Kể từ khi được ra mắt vào năm 1995, cho đến nay thương hiệu này vẫn luôn nằm trong top các bảng xếp hạng mỹ phẩm được yêu thích nhất toàn cầu. Nhờ sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và có sự giám sát chặt chẽ bởi các chuyên gia da liễu hàng đầu của Mỹ, các sản phẩm của thương hiệu này đều đảm bảo an toàn và lành tính với người dùng. Gel tẩy tế bào chết Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant là sản phẩm dạng dung dịch tẩy tế bào chết hóa học. Đặc điểm nổi bật của em này là chứa 2% BHA, beta hydroxy acid có công dụng cải thiện nếp nhăn, sạm da một cách nhanh chóng và có hiệu quả rõ rệt sau 1 tháng kiên trì sử dụng. 2. Thiết kế sản phẩm. Sản phẩm có 2 size, loại full size có dung tích 100ml và trial size có dung tích 30ml. Nếu các bạn còn chưa chắc chắn mình có phù hợp hay không và muốn thử sử dụng thì nên chọn loại 30ml với mức giá mềm hơn rất nhiều đấy. Sử dụng tôn trắng đen làm màu chủ, thiết kế nắp trắng thân đen, dòng chữ màu trắng trên nền đen huyền bí làm nổi bật bảng thành phần cũng như thông tin của sản phẩm. Miệng chai được thiết kế nhỏ, điều tiết một lượng sản phẩm vừa phải đủ dùng cho da, tránh tình trạng lãng phí và dưỡng chất bị rò rỉ ra bên ngoài. Có thể thấy thiết kế của nó khá đơn giản, không quá sang trọng như những dòng sản phẩm khác. 3. Thành phần. Tẩy tế bào chết Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant có chứa nhiều thành phần đáng chú ý, có lợi cho da như Metoprolol, tăng hiệu quả thẩm thấu của dung dịch và thành phần có trong sản phẩm vào sâu bên trong các lớp biểu bì da. Butylene Glycol có tác dụng tăng cường hydrat hoạt động hiệu quả ở các tế bào da, cung cấp độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa. San Isilic Acid giúp tái tạo và nuôi dưỡng làn da mụn, loại bỏ các tế bào chết, làm sạch da hiệu quả. Polysorbate 20 lấy đi lớp dầu thừa ở các lỗ chân lông và bề mặt da. Camellia Ferrer Green Tea Leaf Extract có tác dụng chống viêm và kích ứng da, được chiết xuất từ nguyên liệu trà xanh thiên nhiên. 4. Công dụng. Làm sạch da hiệu quả, giúp loại bỏ được dầu thừa ở các lỗ chân lông và bề mặt da, lấy đi cả các tế bào chết và bụi bẩn nằm sâu ở lỗ chân lông. Nhờ đó, da được thông thoáng rõ rệt, có khả năng đẩy các nhân mụn đã già, làm dịu da và làm mờ đi phần nào các chỗ thâm mụn nhẹ. Cung cấp độ ẩm ngay sau khi làm sạch da, tránh tình trạng sạch da khinh khít, giảm hiện tượng bít tắc lỗ chân lông, mang lại cho bạn một làn da sạch, thông thoáng và mềm mịn hơn. Cải thiện sắc tố, làm cho da đều màu hơn, ngăn ngừa lão hóa và giúp da trở nên khỏe mạnh và căng bóng hơn nhiều lần. 5. Đánh giá. Ưu điểm. Làm sạch da hiệu quả, tẩy sạch tế bào chết, đặc biệt phù hợp với mọi loại da. Hỗ trợ cân bằng lượng dầu tiết da trên da hàng ngày ổn định. Hỗ trợ cải thiện các sắc tố da, giúp da đều màu, trắng sáng hơn. Có khả năng đẩy phổi mụn, giúp tiêu diệt được mụn ẩn, ngăn ngừa các loại mụn hình thành trở lại. Giúp da khỏe mạnh, căng mịn và sáng hơn trông thấy. Nhược điểm. Sản phẩm khá khó tính, khó kết hợp chung với các sản phẩm dưỡng da khác. Giá thành khá cao, khó tiếp cận với nhiều đối tượng, đặc biệt là học sinh sinh viên. Mùi hóa học nồng khá khó chịu. Tuy nhiên, cái này sẽ tùy từng cảm nhận mỗi người. Với những ai nhạy cảm với mùi hương thì nên cân nhắc trước khi sử dụng. 6. Trải nghiệm thực tế. Da mình thuộc loại da dầu, có khả khá mụn ẩn ở trên bề mặt da và mụn đầu đen xuất hiện ở mũi. Mặc dù đã xài nhiều loại sản phẩm nhưng tình trạng mụn trên da của mình không mấy cải thiện. Thấy có nhiều người review em này, mình đã xem rất kỹ và đánh liều mua loại mini size 30ml để xài thử. Giá hơi cao nên mình thấy mua loại nhỏ về xài thử là hợp lý nhất. Sau 3 tuần sử dụng, mình bắt đầu thấy được hiện tượng phơi dinh xuất hiện trên da, mụn bị nổi lên nhiều, da nhìn dần phủi hơn bình thường, chỗ nào cũng mọc mụn. Trước khi dùng mình cũng khá lăn tăn vụ này, nhưng muốn có da đẹp thì dám chịu một chút xíu. Mình có hơi stress, nhưng sau cũng tâm lý cũng dần ổn định lại. Mình còn phát hiện ra một điều khá hay ho. Nếu sử dụng kết hợp Niacinam IDE 10% zinc 1% của The Ordinary có thể đẩy nhanh quá trình khô cổ mụn nhanh hơn, đẩy nhanh quá trình loại bỏ nhân cũng như cổ mụn và hỗ trợ kháng viêm đó. Sang đến tuần thứ 4, da trông có vẻ đỡ mụn hẳn, dưỡng như nhiều mụn đã được loại bỏ. Đúng là không uổng công mình kiên trì chịu đựng mà.
mặc dù nó còn đỏ đỏ nhưng cổ mình dường như đã đi hết. Cứ kiên trì như thế, mình cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của làn da từng ngày. Đã làm ý, vùng chữ T thay đổi giờ nay ít hẳn đi, da trở nên căng bóng và trơn hơn rất nhiều. Đặc biệt mình còn thấy lỗ chân lông được thu nhỏ lại. Ngày nào cũng tự ngắm mình trong gương luôn ý. Em này có kết cấu rất mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh vào tận sâu các lỗ chân lông. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa bảng thành phần lành tính và công dụng vượt trội mà không phải tẩy tế bào chết nào cũng làm được. Vì thế, mình đặc biệt recommend cho các chị em có làn da nhạy cảm nhé. Nó rất dịu nhẹ đến mức không ngờ luôn ý. Thử đi, bạn sẽ phải gạt bỏ đi các loại tẩy tế bào chết đã dùng trước đó cho mà xem. 7. Các câu hỏi thường gặp. Sản phẩm này sử dụng cho loại da nào? Theo thông tin được ghi bởi nhà sản xuất thì Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant phù hợp với mọi loại da, từ da thường, da khô đến da dầu, da mụn và kể cả da nhạy cảm. Tuy nhiên, mình thấy những bạn da thường và không có vấn đề mụn thì chỉ cần dùng những sản phẩm tẩy tế bào chết làm sạch bình thường là ok rồi. Xài em này thì hơi lãng phí một chút. Những cô gái có làn da dầu mụn, da nhạy cảm, da có dấu hiệu lão hóa và da bị bít tắc lỗ chân lông thì xài em này là bao hợp lý rồi. Đặc biệt, mình không recommend cho những ai vừa ngưng sử dụng kem trộn hoặc da đang điều trị vì bị tổn thương do kem trộn và sử dụng những sản phẩm có chứa corticoid nhé. Sẽ không tốt chút nào đâu, bởi làn da lúc này của bạn đang cực kỳ yếu và nhạy cảm. Trong khi đó, sản phẩm này lại có chứa axit, nếu sử dụng sẽ làm da bị kích ứng và tổn thương trầm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ bị nhiễm trùng. Sản phẩm này có thể mua được ở đâu? Vì em này có giá bán khá cao nên bạn hãy chọn những địa chỉ uy tín để mua hàng chính hãng nhé. Ngoài các cửa hàng mỹ phẩm lớn, bạn cũng có thể dễ dàng sở hữu nó khi đặt hàng trên các trang thương mại điện tử như Shopee hay Lazada nè. Mình để link ở phần mô tả bên dưới cho chị em nào cần nhé.